Phong Thủy Tam Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi với kênh YouTube tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tam Nguyên. Trong chuỗi các video mà Phong Thủy Tam Nguyên đang hướng dẫn các anh chị về xây dựng các tinh thần quan điểm về làm nhà dựng cửa, và đặc biệt là chúng ta chú ý đến yếu tố phong thủy của một ngôi nhà. Ngoài những cái bộ hồ sơ quan trọng như là hồ sơ kỹ thuật, thi công, rồi là những hồ sơ kiến trúc, dự toán điện nước, thì có thể coi một trong những bộ hồ sơ quan trọng nhất mà chúng ta cần phải lưu tâm đến. Bộ hồ sơ này quyết định đến yếu tố họa phúc, yếu tố về cát hung, yếu tố về tài lộc gia đạo và yếu tố về tinh thần của anh chị rất là nhiều, đó chính là bộ hồ sơ phong thủy. Và trong những video mà Phong Thủy Tam Nguyên đang hướng dẫn các anh chị về cái việc bộ hồ sơ phong thủy này thì chúng ta biết chúng ta sẽ có 12 hạng mục trong bộ hồ sơ phong thủy mà Phong Thủy Tam Nguyên sẽ từng bước hướng dẫn các anh chị trải nghiệm nó. Và điều quan trọng là để việc làm nhà dựng cửa nó trở nên một cách yên tâm, hanh thông và chúng ta tối ưu được hết tất cả những cái nguồn lực chúng ta có, từ cái tốt về phong thủy, địa hình, địa thế của ngôi nhà đến việc chúng ta bố trí bên trong nhà thế nào, thì hãy để cái điều mà các anh chị đang băn khoăn đấy, hãy để Phong Thủy Tam Nguyên hướng dẫn giúp đỡ các anh chị thông qua cái việc chúng tôi sẽ khảo sát, tư vấn và lập cái bộ hồ sơ phong thủy để giúp cho nhà anh chị trở nên tốt nhất trong cái việc làm nhà. Thì trên cái thống kê cảm nhận trải nghiệm của khách hàng đối với việc khi kết hợp Phong Thủy Tam Nguyên thực hiện cái việc khảo sát, tư vấn và lập hồ sơ phong thủy này, thì tất cả khách hàng đều trải nghiệm và đưa ra những phản hồi vô cùng tích cực với cái việc họ làm nhà trở nên dễ dàng hơn, với cái việc đó là những cái lo lắng suy nghĩ của họ thì khi được Phong Thủy Tam Nguyên hướng dẫn thì họ trở nên yên tâm hơn. Và quan trọng hơn một cả đó là sau khi quá trình họ về ở thì những cái yếu tố về sức khỏe, từ sự vui vẻ, từ hạnh phúc, từ tài lộc từ đó được tăng vui thêm, điều đấy điều vô cùng tuyệt vời. Và đấy cũng chính là cái mong muốn, đấy cũng chính là cái sự cố gắng, và đấy cũng chính là những điều mà Phong Thủy Tam Nguyên đã và đang làm được. Thì trong chuỗi những video mà Phong Thủy Tam Nguyên hướng dẫn các anh chị về cái bộ hồ sơ phong thủy thì ngày hôm nay chúng sẽ trao đổi tiếp với các anh chị về những cái phần tiếp theo trong cái bộ hồ sơ phong thủy này, đó là những cái hạng mục tiếp trong 12 hạng mục đối với bộ hồ sơ phong thủy. Như video trước mà chúng ta đã trao đổi với nhau về cái hạng mục đầu tiên trong bộ hồ sơ phong thủy, đó chính là phần hạng mục phân tích về tổng thể đại cục, định hung, rồi là định long, rồi cát hung của bộ hồ sơ phong thủy chúng ta đã nắm rồi. Tiếp theo là cái phương án liên quan đến cái phương án về họa tiết, trang trí, màu sơn mặt tiền, nội ngoại thất, các họa tiết về chi tiết cầu thang và kính bếp như thế nào chúng ta cũng đã trao đổi trong phần trước. Và ngày hôm nay Phong Thủy Tam Nguyên sẽ đi tiếp với các anh chị video tiếp theo trong cái hạng mục thứ 3, hạng mục thứ 4 của bộ hồ sơ phong thủy, đó chính là hạng mục thứ 3 liên quan đến kích thước cổng cửa theo đúng thước lỗ ban phong thủy, và hạng mục thứ 4 đó chính là cái mặt bằng, và cái hạng mục liên quan đến phân tâm cục vị và phương hướng tọa vị của ngôi nhà cũng như là các cái công năng quan trọng. Chúng ta đi vào hạng mục đầu tiên, đó là cái hạng mục liên quan đến phương án kích thước cổng cửa theo thước lỗ ban. Đây là hạng mục thứ 3 trong bộ hồ sơ phong thủy. Thì như các anh chị đã biết rằng là kích thước trong phong thủy đặc biệt quan trọng, vừa với lại nó vừa quan trọng đối với kiến trúc, lại vừa mang yếu tố về hài hòa để mang lại cái sinh vượng đối với căn nhà của chúng ta. Và đối với Phong Thủy Tam Nguyên thì Phong Thủy Tam Nguyên kết hợp với những cái yếu tố về kiến trúc thẩm mỹ và kết hợp với những cái học thuật nghiên cứu đối với phong thủy trong việc sử dụng thước lỗ ban từ xưa đến nay, từ ông cha ta nghiên cứu đối với tổ nghề của bộ môn khoa học địa lý và đến ngày hôm nay chúng ta vẫn đang ứng dụng sử dụng nó. Tuy nhiên kết hợp với phong thủy hiện đại thì chúng ta phải kết hợp giữa yếu tố về kiến trúc thẩm mỹ và cả phong thủy nó phải sao hài hòa. Thì đối với việc Phong Thủy Tam Nguyên thì chúng tôi vẫn ứng dụng các cái hệ thước lỗ ban khác nhau trong cái hệ thống thước lỗ ban đối với cả phong thủy, dương cơ và âm phần để làm sao đưa ra các kích thước nó tốt nhất, nó có sự linh hoạt và nó có sự ứng dụng cao nhất. Thì ở đây là với cái việc mà chúng ta sử dụng các thông số đấy sao cho nó phù hợp thì nó tạo ra cái yếu tố về hòa hợp để tăng thêm yếu tố vượng khí cho ngôi nhà thông qua các cái kích thước cửa theo thước lỗ ban phong thủy, tức là thước 22.2, thước 52.2, hay là chúng ta sử dụng những cái phần thước của thước lỗ ban 42.9, tức là thước dương cơ để đo những cái vật dụng đặt để mà sử dụng, hay là thước 38.8 là thước lỗ ban âm phần để mà đo đạc những cái thông số và những đồ đạc liên quan đến đồ thờ cúng, liên quan đến cái phần âm. Thì chúng ta sử dụng những thước đấy như nào để được đều thể hiện trình bày trong bộ hồ sơ phong thủy. Thì với cái việc bộ hồ sơ phong thủy mà được thể hiện các thông số đó thì các anh chị cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn với cái việc là lựa chọn cái kích thước nào sao cho hợp lý với cái ngôi nhà của mình thông qua cái việc đó là đối với áp dụng với yếu tố về kiến trúc. Nếu như các anh chị triển khai cái bộ hồ sơ phong thủy và kết hợp bộ hồ sơ kiến trúc thì các anh chị sẽ trở nên rõ ràng nhất với cái việc đó là theo những cái thông số trong bộ dung thủy khuyến cáo nên dùng, kết hợp với lại thực tế căn nhà của mình, chiều cao tầng là bao nhiêu, chiều cao mỗi tầng là bao nhiêu, thì kết hợp với yếu tố đấy để đưa ra kích thước cửa sao cho phù hợp, nó đúng hài vào kiến trúc. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo yếu tố đúng với lại các cái thông số trong thiết kế ban phong thủy thì điều đấy còn gì tuyệt vời bằng, đúng không ạ? Thì thông qua cái việc mà cái phần thứ ba đó là các kích thước trong cái bộ dung thủy, các kích thước để đúng với thiết kế ban thì nó sẽ giúp các anh chị giải quyết cái bài toán đó là các cái thông số cửa chính, cửa sổ, rồi các cái ô thoáng thì mình nên lựa chọn những cái kích thước nào để sao cho nó tốt nhất. Và điều này nó tránh cái việc là phải lăn tăn, chứ không rằng là có khi là mỗi một cái kích thước cửa thôi mà có khi là hàng xóm nói một câu, rồi là người này đi qua nói một câu, có khi anh chị cũng trở nên lo lắng mà vợ chồng cãi nhau không gì vì mỗi cửa thì rất là buồn cười, đúng không ạ? Thì thông qua việc bộ sơn thủy thì các anh chị ứng dụng nó và sử dụng các cái thông số kích thước trong đây nó rất là dễ dàng để kết hợp với bộ hồ sơ kiến trúc. Trong cái hồ sơ thi công thì nó sẽ giúp cho anh chị làm nhà trở nên dễ dàng hơn và thông tỏ hơn, thì việc đấy nó sẽ giúp cho cái tinh thần các anh chị trở nên thoải mái hơn rất nhiều rồi. Cái gì mình không biết thì hãy nhờ chuyên gia tư vấn các anh chị nhé. Đến hạng mục thứ ba trong bộ dương thủy đó là các kích thước thông thủy hay là kích thước liên quan đến lỗ ban phong thủy sao cho tốt nhất. Trong hồ sơ thì trình bày rất là rõ. Với cái hạng mục tiếp theo đó, hạng mục thứ tư liên quan đến cái mặt bằng phân kim, tức là mặt bằng phân tâm cục vị, phương hướng tọa vị của ngôi nhà cũng như các công năng như thế nào. Nhiều các anh chị cũng không có biết, cũng như là nhiều anh chị cũng tò mò, nhiều anh chị cũng băn khoăn, đôi khi là cũng tò mò hỏi chúng tôi hay là hỏi thầy Tam Nguyên bằng cách là tại sao là với lại cái bếp mà không đặt ở đây nên đặt ở đây, hay tại sao là cái nhà vệ sinh thầy không đặt chỗ này mà nên đặt chỗ này, hay tại sao là các cái phòng ban lại đặt theo cái phương án mà bên Phong Thủy Tam Nguyên đưa ra. Nó đều có lý do cả các anh chị ạ. Về chi tiết sâu sắc thì có lẽ là các anh chị cũng phải dành rất nhiều thời gian để các anh chị nghiên cứu học thuật thì các anh chị mới có thể là hiểu được những cái lý do cốt yếu ở trong đó. Ví dụ là tại sao lại trổ cửa vị trí này, tại sao không được trổ cửa vị trí kia, thì nó đều có những nguyên tắc quan trọng trong phong thủy mà cái này liên quan rất sâu yếu tố học thuật. Thực ra thì nó không có cái gì là không minh bạch cả, nhưng để mà các anh chị hiểu được thì có lẽ các anh chị phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu học thuật, nghiên cứu kiến thức, thì khi đấy thì Phong Thủy Tam Nguyên trao đổi các anh chị thì các anh chị mới có thể hiểu được rõ ràng nhất. Thì việc này chúng tôi cũng không có ngại trao đổi đâu, nhưng quan trọng là trao đổi các anh chị cũng hiểu không, đó là câu chuyện rất khác. Thì chúng ta thì những anh chị nào mà thắc mắc chúng tôi đều có phương án lý giải để sao cho hợp lý nhất. Tuy nhiên một điều là với cái việc mà chúng ta có mặt bằng phân kim, tâm cục vị rồi các cái công năng nó rõ ràng là như vậy thì các anh chị sẽ hiểu và sẽ nhìn thấy được là những cái phương vị nào tốt, những phương vị nào chưa tốt để chúng ta cái này khắc phục. Do rằng là cái sự vận hành của thiên tinh, sự luân chuyển của các cái thần sát quan trọng như là thái tế sát, ngũ hoàng đại sát hay nhị hắc hay tam sát, hay là bệnh cổ hay là bệnh phù mỗi năm đáo đến các phương vị khác nhau, nên hàng năm các phương vị này nó sẽ có những chỗ tốt và chỗ xấu, anh chị đồng ý không ạ? Như vậy thì chỗ tốt thì chúng ta nên làm sạch sẽ và kích động lên, còn đâu là những cái chỗ xấu thì chúng ta nên làm sạch sẽ, giữ sạch sẽ và hạn chế kích động, hoặc là rời bỏ những cái vật dụng động ra những vị trí khác như là quạt hay là đồng hồ hay máy giặt, chúng ta nên di chuyển những vị trí khác để tránh động ở cái phương vị đấy. Thì cái việc này nó còn liên quan đến yếu tố nghiên cứu về học thuật phong thủy, nghiên cứu về những kiến thức sâu rộng để chúng ta có phương án hiểu đấy. Và từ đấy thì chúng ta sẽ biết được cái phương án liên quan đến kích hoạt để mang lại cái vận may, tài lộc, bình an, sức khỏe cho căn nhà của anh chị. Điều đấy vô cùng quan trọng. Còn nếu không thì chúng ta thiết kế có vẻ như nó là hợp lý với khoa học, nhưng về phong thủy thì nó sai rất nhiều. Ví dụ chẳng hạn các anh chị đâu có biết là cái phương vị mà ngũ hoàng đại sát nó đóng quả, mà năm đấy các anh chị đã đặt một cái máy giặt đấy suốt ngày nó chạy nó quay nó động lên thì đâu có được, đúng không ạ? Do vậy chúng ta cần phải chú ý rất là kỹ đến yếu tố này và dựa vào cái mặt bằng phân tâm cục vị thì các anh chị sẽ biết điều này. Thực ra đưa vào để các anh chị, nếu anh chị thực sự yêu thích bộ môn phong thủy, yêu thích tìm hiểu nghiên cứu thì hoàn toàn có thể có quá trình trao đổi Phong Thủy Tam Nguyên để hiểu rõ hơn. Còn lại thì dựa vào đấy thôi các anh chị cũng đã nhìn thấy một cái điều đầu tiên, đó là sự khoa học, nhìn thấy điều đầu tiên đó là cái vẻ thẩm mỹ, và nhìn thấy cái yếu tố đó là cái tính rất là rõ ràng và khoa học trong yếu tố chúng ta sử dụng. Điều đấy là điều vô cùng quan trọng để đảm bảo yếu tố trải nghiệm của anh chị trong ngôi nhà. Và dựa vào cái bộ hồ sơ liên quan đến cái phần phân tâm cục vị, cái mặt bằng phân tâm cục vị này thì các anh chị cũng nắm được cái yếu tố liên quan đến hồ sơ chung cục để xác định các phương hướng tọa vị của ngôi nhà theo 4 phương 8 hướng hay là theo 24 sương hướng thì nó sẽ chi tiết như thế nào, và ứng dụng cái điều này để chúng ta kích hoạt cái trường khí, kích hoạt cái năng lượng tốt ở trong ngôi nhà chúng ta, thì đấy là điều vô cùng tuyệt vời. Trên đây là hai cái phần mà Phong Thủy Tam Nguyên đã chia sẻ với các anh chị để các anh chị hiểu hơn về hai phần tiếp theo trong bộ hồ sơ phong thủy, đó chính là sử dụng những cái kích thước trong thiết kế ban phong thủy và cái phần liên quan đến mặt bằng phân tâm cục vị như thế nào. Về chi tiết thì các anh chị hãy liên hệ đến với đội ngũ Phong Thủy Tam Nguyên để được chúng tôi tư vấn kỹ càng hơn. Hay các anh chị có mong muốn làm nhà trong năm 2019 hay 2020 thì trước khi chúng ta làm nhà, chúng ta phải căn cứ trên nhiều cái thông số kiến thức khác nhau. Nếu các anh chị không hiểu, hãy tương tác với chúng tôi thông qua cái số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 1900 292, bấm nhanh số 2, và các anh chị truy cập vào website là thầyphongthuytamnguyen.com để xem đầy đủ những chi tiết hạng mục trong bộ hồ sơ phong thủy, hoặc để lại số điện thoại họ tên dưới phần bình luận thì đội ngũ trợ lý của Phong Thủy Tam Nguyên chúng tôi sẽ liên hệ lại với các anh chị để tư vấn, nắm bắt thông tin và hỗ trợ các anh chị một cách chi tiết nhất. Quan trọng việc làm nhà chúng ta đó, chúng ta thanh tâm an lạc, làm nhà để tạo ra một cái môi trường sống nó thật tốt và tạo ra nhiều cái cảm hứng sức khỏe chúng ta, điều đấy là điều vô cùng tuyệt vời và cần phải chú tâm nhất. Những phần tiếp theo, Phong Thủy Tam Nguyên sẽ chia sẻ với các anh chị nhiều hơn về những hạng mục tiếp trong bộ hồ sơ phong thủy. Tuy nhiên, nó sẽ nằm ở những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các anh chị trong video tới. Đức Trung xin cảm ơn và xin chào.